Ê, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em nào chưa biết vệ sinh xe, vệ sinh sơn á, vệ sinh một cách hiệu quả nhất, an toàn nhất. Và anh em sẽ mình sẽ giới thiệu cho anh em hai cái dòng sản phẩm rẻ tiền nhưng mà chất lượng rất là cao cho anh em. Thì theo hiện nay á, trên thị trường á, nó bán rất là nhiều cái loại dung dịch rửa sơn, vệ sinh sơn và loại dưỡng sơn. Thì anh em cũng biết á, Liwi nó cũng có nè, Motul nó cũng có nè, tất cả các hãng nhỏ hãng lớn gì nó cũng có hết, rất là nhiều sự lựa chọn. Và công dụng của nó viết nói chung là anh em nào hiểu về kỹ thuật á, đọc sẽ dễ hiểu, còn không hiểu thì đọc rất là mơ hồ. Thậm chí có những chai mình nói giá nó cũng ngút trời nhưng mà thật sự mà lúc đi trên xe thì mình thấy nó chẳng có hiệu quả gì lắm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em hai bộ đôi. Cái này mình không bán nha anh em, nên anh em đừng hiểu lầm mà là mình bán, là mình quảng cáo. Thì một loại là RB7, có thể mua bất cứ ở đâu, ở tiệm điện gia dụng nào hết gần nhà anh em. Và một chai WD40. Thì đây nó là một loại chai tẩy rửa để vệ sinh các chất cặn bã lâu ngày bám trên các bề mặt chi tiết cơ khí. Giá của nó trên thị trường là khoảng 80.000. Rồi một chai WD40 thì chai này dùng để dưỡng sên, giá của nó là cũng phải 80.000. Thì bộ đôi này cộng lại 160.000. Thì hai bộ đôi này nó có thể sử dụng tầm khoảng, mình nghĩ là khoảng, nếu mà một xe là anh em có thể sử dụng tới mười mấy ngàn cây lần, nên chia ra hàng tháng rồi chia ra mỗi lần đi thì anh em cái chi phí của nó rất là rẻ hơn nhiều, rất nhiều đối với những cái dòng mình đã từng bán trước đây, ví dụ như là Motul C2, C4 hoặc là Liqui. Thì nói chung là nó tiền nhiều á thì nó xài nó cũng sẽ tốt á, nhưng mà nói chung là nó không có tốt hơn gì nhiều so với cái dòng rẻ tiền. Thì bù qua sức lại mình tính về mặt kinh tế thì anh em sẽ bị lỗ. Nếu sử dụng dòng này thì anh em sẽ rất là lời. Mình sẽ dư ra tiền để mà làm nhiều thứ khác. Và mình cũng xin nói á, mình đã có làm nhiều bài rồi chứ không phải đây là lần đầu mà mình làm. Nhưng mà đây là lần đầu mình làm trên vlog. Thì đã có một số bài mình chia sẻ trên diễn đàn Việt Nam Motor Show á, là anh em ơi không nên sử dụng dầu DO đi rửa sên. Thì lúc đó có nhiều anh em phản đối rất là kịch liệt, rồi còn đưa ra một số dẫn chứng ABC các kiểu á, là ngâm dầu qua đêm vẫn không giãn nở được phót cao su. Thì những anh em đó chắc có thể là không hiểu ý của Liêm. Vì Liêm nói thiệt á, phót cao su nó được thiết kế để bảo dưỡng sên á, để cho giữa hai sợi dây sên, nói chung là nằm giữa hai sợi dây sên á, giữa sợi dây sên với lại cái nhôm sên dĩa á, thì nó phải có một khả năng chịu nhiệt rất là lớn. Ở nhiệt độ đó nó còn không giãn được thì làm sao ngâm dầu DO nó giãn được. Các anh em không hiểu được ý của Liêm, có nghĩa là anh em nếu mà sử dụng dầu DO lâu ngày á thì hai tác dụng chính của phót cao su đó là giảm chấn và giảm tiếng ồn, nó sẽ bị mất đi. Tại vì vốn dĩ dầu DO nó là một hoạt chất tẩy rửa rất là tốt, nó dễ thấm thấu vào các bề mặt cao su. Nói hẳn ra là nó không làm cao su giãn nở được, cái cao su của sên nó giãn nở được, nhưng mà nó sẽ làm cho cao su, phót cao su của sên nó bị chai. Và khi nó chai nó sẽ mất đi hết tác dụng chính của nó, đó là giảm dư chấn và giảm tiếng ồn. Đó, anh em nếu có nghiên cứu kỹ sẽ hiểu ý Liêm. Còn nhiều anh em nói là có nghĩ là họ nghĩ là ngâm cộng thun qua đêm nó sẽ bị nở, không phải. Cộng thun nó bao nhiêu tiền, cái phót cao su sên nó bao nhiêu tiền, mà sao mà so sánh với nhau vậy được. Đó là ý của Liêm muốn nói. Thì anh em nếu mà không tin, anh em có sử dụng dầu DO đi, nó rất là rẻ. Anh em mua 10.000 anh em có thể xài được, mình nói thiệt có khi cả năm á. Nhưng mà tại sao nếu mà nó rẻ như vậy mà nó tác dụng tốt như vậy thì các bạn nghĩ những cái dung dịch vệ sinh sên trên thị trường nó còn bán được hay không? Các bạn phải đặt dấu chấm hỏi. Những nhà sản xuất người ta ai đã làm ra những cái sản phẩm hàng loạt trị giá tiền rất là cao thì cái đầu họ cũng suy nghĩ rất là nhiều vấn đề. Nên anh em đôi khi phải nghiên cứu kỹ rồi hãy khuyên người khác xài. Chứ không mấy là không phải là anh em không có ý tốt, nhưng mà những cái ý tốt của anh em nếu mà không chính xác á, sẽ làm hỏng bộ nhôm sinh dĩa của người ta, đặc biệt là sợi dây sên. Đó, anh em nên nghiên cứu kỹ. Liêm nói đây nếu có thể mất lòng á thì Liêm chịu, nhưng mà thật sự nếu mà đưa ra một cái gì đó mà không chính xác để cho anh em số lượng lớn chúng ta xài á thì Liêm rất là khó chịu. Bởi vậy Liêm sẽ làm vlog này để hướng dẫn cho anh em một cách tận tình và cách chọn sản phẩm đúng. Thì hai giá này anh em mới nghĩ 160.000, anh em xài tới mười mấy ngàn cây, vậy chi là nếu anh em đi nhiều là khoảng 3 tháng. 160.000 chia ra 3 tháng, một tháng chỉ có tầm 60.000. Thì anh em chia ra một ngày có 2.000 bạc à, quá rẻ đúng không?
đó. Còn mình sẽ làm luôn cái clip hướng dẫn anh em vệ sinh xe, vệ sinh sên đó. Anh em cứ theo dõi tiếp tục clip. Thì trước khi mình vệ sinh sên ở đây á, có nhiều anh em vệ sinh sên mà bằng chải, riêng Liêm không có vệ sinh mà bằng chải. Tại vì nếu mà vệ sinh sên mà bằng chải á, thực ra nó bằng chải nó dễ làm tung té các chất dưỡng, các chất rửa sên lắm. Và với nó chỉ là giúp phủi ra được những cái hạt dơ cái dạng lớn thôi, chứ thực sự ra một chiếc nùi dẻ như vậy, nùi dẻ sạch như vậy nó mới là vệ sinh sên một cách tốt nhất. Thì anh em cứ xịt lẫm cái dung dịch RB7, xịt lẫm hết sợi sên luôn, xịt cả cùi dẻ luôn. Rồi chúng mình sẽ nói tác dụng luôn nó. Thì khi anh em xịt như vậy, các anh em để khoảng 20 phút cho nước nó nhiễu hết xuống sàn, nước dơ và chất cặn bã nó hòa tan với RB7 á, nó nhiễu hết xuống sàn á. Rồi khi đó anh em sẽ dùng khăn kẹp như thế này, kẹp vào bốn bề mặt của nó luôn, rồi anh em vuốt, vuốt tới vuốt lui, vuốt tới vuốt lui đó. Rồi xong anh em thả tay ra, rồi các anh em tiếp tục quay bánh xe, quay tới điểm mình cần vuốt, rồi đó cầm nồi dẻ lên bắt đầu kẹp vô vuốt tiếp. Khi mình làm như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần á, cầm dây sên mình nó sẽ rất là sạch. Thì khi anh em làm xong, anh em để khoảng tầm 20 phút, rồi anh em xịt lại cái dung dịch dưỡng sên WD40. Thì xịt xong dưỡng sên thì anh em nên lưu ý là để khoảng tầm 2 đến 3 tiếng để cho nó thấm đều hết các bát dây sên. Thì khi đó mình vận hành sẽ rất là chân chu và không còn những tiếng ồn nữa. Và cái thứ hai Liêm muốn nói đó là khi anh em xịt, là dù là dưỡng sên hay là vệ sinh sên thì anh em cũng nên xịt tại vị trí này. Đó, đến đây thôi. Tại vì khi mình xịt xong, mình quay cái bánh xe, mình vừa quay xịt đó, nó sẽ không có làm hao dung dịch của mình và nó không có làm văng té lên mâm xe và như gấp xe. Thì khi đó chiếc xe mình sẽ sạch sẽ hơn và đỡ tốn cái dung dịch hơn. Còn nếu mà anh em xịt ở vị trí này á, thì khi anh em quay á, nó sẽ tung té cái dung dịch của mình lên, nó sẽ dẫn đến hao và dơ xe. Và cái điều đặc biệt Liêm muốn nói trong cái clip này á, là anh em tuyệt đối không được nổ máy xe khi làm vệ sinh xe và dưỡng sên. Đó, anh em nên quay tay, mà quay là quay theo chiều kim đồng hồ, không quay ngược chiều kim đồng hồ. Mình đã có thằng em từng quay tay như thế này thôi. Đó, mà nó quay ngược chiều kim đồng hồ như thế này thì cái tự sợi dây sên nó tạo nên một cái lực kéo, nó kéo cái tay nó đến đây. Thì khi kéo đến đây thì nó đã bị mất hết một lóng tay. Đó, thì anh em thấy không? Quay thôi nha, quay bằng tay thôi đã mất hết một lóng tay rồi. Thì anh em nghĩ anh em việc anh em cho nổ máy á, thì cái tác hại của nó sẽ như thế nào? Đó, mình nói nhẹ đó thì anh em có thể không móc cua móc lớp được, chứ còn nếu nặng là anh em chắc có thể không móc cước mũi được luôn á. Đó là lời khuyên chân thành của mình. Nó nhanh chậm không có hơn nhau vài giây gì hết á. Mình cứ bình thường mà mình làm xe cho mình, mà đâu phải kiểu mình làm ăn hay số lượng lớn đâu mà mình làm cho gấp chi. Mình cứ từ từ. Đó, dục tất là bắt đạt, anh em cứ làm một cách bình thường. Rồi anh em nên xịt vệ sinh vào cái mặt dĩa bên đây nè. Rồi anh em lau cho nó sạch luôn, tại vì cái mặt dĩa bên đây và bản mâm á, nó cực kỳ dễ bị văng té cái chất cặn bã lên. Và đặc biệt là những anh em hay nói là dung dịch dưỡng sên nó hay văng té lên đây nè, vành mâm mà gấp xe. Thì mình xin thưa bây giờ anh em có mua loại 100.000 hay là loại 500.000 đi chăng nữa, với cái nhiệt độ giữa hai bề mặt tiếp xúc kim loại này á, nó tạo ra thì bất cứ cái chất gì nó cũng sẽ chuyển qua dạng lỏng và nó văng té hơn á. Nên anh em đừng có vội chê một cái hãng nào đó. Vì ở nhiệt độ đó thì mình cam đoan loại tốt nhất như Motul vẫn sẽ bị văng. Nên anh em xài chịu thôi. Nhưng mà cách đơn giản lắm anh em, đó là sử dụng lại chai RB7. Khi mình đi tour xa về mà mâm của mình hay là gấp của mình mà dính dung dịch từ sên á, hoặc là mưa đồ nó thấm nhớt rồi nó văng lên á, đó thì anh em cứ xài chai này, lấy một cái chiếc khăn khô xịt lẫm xong, lấy một chiếc khăn khô lau lại là sẽ cực kỳ sạch và không còn bất cứ một dấu vết gì nữa. Anh em đừng có bao giờ lấy nước và xà bông rửa nha, nó sẽ làm chay cái vết bẩn ra thêm, mà mình bảo đảm sẽ không bao giờ sạch được. Mình là dân rửa xe chuyên nghiệp đó. Đây là một cái clip mình hướng dẫn cho anh em chọn dung dịch vệ sinh xe cực kỳ tốt, đó là hai dung dịch WD40 và RB7. Hai cái hàng đó nó cộng lại như mình đã nói khoảng chừng 180.000 thôi, nhưng mà anh em sẽ có một bộ combo rửa xe khá là thần thánh. Và một điều nữa mình muốn nói nhấn mạnh trong clip á, là anh em nếu mà coi vlog của Liêm rồi thì biết Liêm luôn muốn chia sẻ những cái điều tốt nhất cho anh em. Thì anh em nên vệ sinh sên bằng cách quay tay. Quay tay thì nói chung nhiều cái tác dụng tốt lắm nha anh em. Ai hiểu sao hiểu. Còn khi mà anh em nổ máy xe hay là quay tay mà ngược chiều kim đồng hồ như thế này, thì anh em mình nói đi, không sớm thì muộn, anh em cũng sẽ gặp những tai nạn đáng tiếc. Đó, cái đó không phải là chù ẻo gì, nhưng mà nó là chắc chắn. Tại vì cái lực kéo của nó ra anh em không có kiểm soát được đâu, đặc biệt là khi nổ máy. Nên anh em nên cần cẩn trọng đi.
đôi bàn tay của mình nó quý lắm, nó làm được nhiều thứ lắm, chẳng hạn như quay tay ABC các kiểu đó, nên anh em giữ đôi bàn tay mình sẽ tốt. Còn sau khi mà anh em sử dụng W40 xong á, anh em sẽ thấy trên sợi sơn nó xuất hiện cái vạch trắng này đó, nhìn nó có vẻ bẩn bẩn nhưng theo Liêm thì Liêm rất là thích, tại vì nó là một dạng mỡ bò mà dạng nước á. Anh em mua sợi dây sơn zin, anh em thấy nó sẽ có những cái vết như thế này, thì thực chất những cái vết như thế này nó vận hành xe rất là tốt. Khi mình chạy tốc độ cao á, nó sẽ giúp cho cái sự bôi sơn của sơn và nhôm sinh dĩa rất là tốt. Mà bộ nhôm sinh dĩa của mình đó, thực chất đó là một bộ phận rất là quan trọng, nó chuyển động từ máy ra trục bánh xe, nên anh em làm gì làm phải tôn trọng nó, phải bảo dưỡng nó một cách đều đặn thì nó mới giúp mấy anh em đi xa và di chuyển một cách êm ái được. Và khi thay nhôm sinh dĩa, mình cũng khuyên anh em nên chọn những hãng tốt, những hãng có danh tiếng để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thì anh em có biết sợi dây sơn mà chỉ cần anh em thay đồ là đồ tào lao thôi, anh em chạy 50-60 cái đứt sơn mà nó cuốn sơn cũng có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đó, cũng có thể đó là lần cuối cùng mình được thay sơn, nên anh em đừng có tiếc. Tai nạn thì nó đến, hãy để nó đến một cách gọi là đúng nó đi, chứ đừng có đến vì bản thân của mình tiết tiền. Đó, nên mình khuyên anh em đừng bao giờ coi thường nhâm sinh dĩa. Và mình cũng chỉ anh em á, cái nùi dĩa này mình nếu mà muốn tiết kiệm á, anh em mua ở những cái tiệm điện nhân dụng á, nó bán thường chỉ có 10.000 một ký thôi. Và nếu anh em mà sử dụng cá nhân mà một ký anh em sử dụng, chắc mình nghĩ chắc 1-2 năm cũng anh em cũng chưa sử dụng hết đâu. Đó, nên mua một ký để dành. Hoặc là nhiều anh em hùng lại người mấy ngàn á, mua nói chung nó không đáng nhiêu đâu, chắc này không đến nỗi phải hùng đâu, nên anh em cứ mua xài thoải mái, xài thôi, thậm chí là mình dưỡng xong, mình rửa sơn xong, mình thấy nó dơ thì bắt đầu mình sử dụng cái khác để mình lau cho cái dung dịch dưỡng sơn nó sạch lại. Đó, thì đây là một cái vlog của Liêm muốn hướng dẫn anh em vệ sinh sơn thôi, và hướng dẫn hai cho anh em chọn một hai cái combo đó, vừa rẻ và vừa rất là tốt, để cho anh em di chuyển được xa một cách mượt mà, và nó đảm bảo cho anh em sự im dịu trong lúc di chuyển. Thì hôm nay vlog của Liêm xin kết thúc tại đây. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và thành công trong công việc, để sớm có tiền mua những chiếc xe mình mong muốn nha. Xin chào anh em.